Sau đây là kết quả xổ số con tôm, Chủ nhật, ngày 9 tháng 4 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 8, 7. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 5, 6, 3. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tầng cùng mang số 8110, 3883, 4278. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 8871. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 35055, 29779, 06604, 26718, 55976, 68907, 81159. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 17607, 07270. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 12214. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tầng cùng mang số 14043. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 6194438. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tầng cùng mang số 6, 1, 9, 4, 3, 8.